Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã dự lễ khánh thành dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và dự án công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ tại các điểm cầu hai tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang. Đây là hai dự án đang được hàng triệu người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long mong đợi. Thưa quý vị và các bạn, như vậy thì sau hơn 3 năm khởi công thì cầu Mỹ Thuận 2 bắc qua sông Tiền nối đôi bờ hai tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang đã chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng. Đây là công trình cầu dây văng lớn nhất do các nhà thầu Việt Nam thiết kế và thi công. Công trình có tổng chiều dài hơn 6,61 km, gồm phần cầu chính bắc qua sông Tiền về phía thượng nguồn so với cầu Mỹ Thuận hiện hữu trên tuyến quốc lộ 1 dài 1,9 km, quy mô 6 làn xe với vận tốc thiết kế 80 km/h. Dự án cầu Mỹ Thuận 2 được khởi công vào tháng 2 năm 2020, tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng bằng ngân sách đầu tư công. Để dự án hoàn thành kịp tiến độ đề ra, các đơn vị công nhân công trình đã nỗ lực làm việc ngày đêm 3K4K. Dự án thành phần cầu Mỹ Thuận 2 hoàn thành và đưa vào sử dụng, kết nối thông suốt, giúp rút ngắn khoảng cách đi lại giữa các tỉnh trong khu vực và với thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trong sáng nay, dự án công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1 chính thức khánh thành. Đây là dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, có quy mô giai đoạn hoàn chỉnh 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h, chiều dài tuyến 23 km. Dự án đi qua địa phận hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp với tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do Ban quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công vào ngày 1 tháng 2 năm 2021, hiện đã cơ bản hoàn thành và sẵn sàng thông xe đưa vào khai thác. Đối với hai công trình này được khánh thành thì hệ thống kết nối giao thông giữa thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm kinh tế lớn với khu vực đồng bằng sông Cửu Long rất là thuận lợi, giảm cái chi phí logistics cho cái hệ thống vận tải giao thương hàng hóa đối với người nông dân và các cái sản phẩm từ nông nghiệp đối với đồng bằng sông Cửu Long thì hết sức là ý nghĩa. Cùng với việc thông tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ kết nối với cầu Mỹ Thuận 2 nối liền tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ giúp cho tuyến cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ được liền mạch, đồng thời giảm tải cho cầu Mỹ Thuận hiện hữu cũng như là tuyến quốc lộ 1A.